Chính sách hai con vừa được Trung Quốc ban hành cách đây không lâu. Về mặt xã hội, chính sách mới này đang vấp phải nhiều sự bất bình của một bộ phận các cặp vợ chồng đã chịu ảnh hưởng của chính sách một con trong suốt vài chục năm qua. Chính sách một con được chính phủ Trung Quốc ban hành từ những năm 1970 khiến các cặp vợ chồng không thể sinh con thứ hai, dù đứa con duy nhất của họ không may qua đời. Rất nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc đã rơi vào trường hợp này và cho rằng họ bị đối xử không công bằng khi phải sống trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi chính sách một con cứng nhắc của chính phủ. Tôi đã phải sinh con nuôi sau khi mất đi đứa con duy nhất của mình. Bây giờ với chính sách hai con, liệu chúng tôi có nên đi hỏi Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình quốc gia rằng những người như chúng tôi được lợi gì từ chính sách mới của chính phủ? Không một quyền lợi nào cả và cũng không có gì có thể bù đắp được sự mất mát đứa con duy nhất cùng với những thiệt thòi mà chúng tôi phải chịu đựng vì chính sách một con. Rất nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi ở Trung Quốc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bà Zheng. Đa số họ đều cảm thấy lo lắng cho cuộc sống về sau của mình khi những khoản trợ cấp hàng tháng chỉ xấp xỉ 50 đô la Mỹ, không đủ để họ đảm bảo cuộc sống và cũng không có được sự chăm sóc từ phía con cái. Tháng 5 năm nay, vợ chồng bà Zheng cùng hàng ngàn cặp vợ chồng khác đã tập trung trước văn phòng Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc. Họ muốn sự mất mát của mình được thấu hiểu và những yêu cầu quyền lợi của mình sẽ được chính phủ cân nhắc.